Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Thì mình là Thầy Ezzy đây. Chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game là XFit làng cá đại chiến nha anh em ơi. Thì lực chiến hữu hiện tại của mình đang lên là 21.78M và mình đã vượt qua ải thứ 1000 rồi anh em ạ. Rồi thì mình sẽ tiếp tục đi. Đây đang có cái sự kiện rất là hay ho ở đây. Chúng ta sẽ đạt 400 điểm chiêu mộ là mình sẽ lấy được 80 cái mảnh của Luffy anh em ạ, và mình có thể nâng sao lên được. Quá là ngon. Bây giờ tôi sẽ chỉ cần đi kiếm cái vé cá chị hồi thôi. Bắt đầu bằng cách là vượt tháp thôi anh em. Đơn giản như đan rổ vậy. Có Luffy phiên bản là Tôn Ngộ Không kia thì cần mọi thể loại. Vẫn thắng anh em ạ. Dù lực chiến chúng ta yếu hơn rất nhiều nhưng mà chúng ta có một cái con gọi là gánh team, đó chính là Luffy. Rất khủng khiếp. Đấy. Vẫn có thể vượt qua được kìa. Không biết bao giờ mới thua đây. Vẫn chiến thắng ạ. Kiếm thêm vé nào. Lại thắng rồi. Đây là ải 10. Vẫn thắng. Nice. Tôi có thêm 10 con cá nữa. Bắt đầu. Tôi cần kiếm khoảng là hơn 30 con cá để có thể là mở đủ hòm anh em. Mở à, không phải. Quay 400 lượt. Với cái sự kiện này thì nó cũng chỉ giới hạn mấy ngày thôi. Thì anh em phải chơi nhanh, chơi ngay thì không thì nó sẽ hết. Mình đã mở đến vòng thứ 2 rồi. Hy vọng mình có thể thêm mảnh, vì cái mảnh tướng UR tự chọn này nó rất là quan trọng. Rồi, tạm thời thế đã nhé. Tôi sẽ đi vào trong cái này, vào triệu hồi. Đấy, thoải mái đây. Triệu hồi tiếp. Ngay và lâu hơn. Xong, đã đủ. Tôi có triệu hồi được một lần miễn phí nữa này anh em. Và bây giờ mình sẽ nhận được 80 mảnh. Ngon luôn. Đây luôn, ấn vào thư này. Đấy, 80 mảnh và thêm 10 con cá, thêm 8 viên ngọc trai. Và thêm 10 cái dương đỏ, dương xịn nhất trong này. Tôi sẽ vào trong cái phần túi nha anh em. Và mình sẽ, đây rồi, tôi sẽ chọn 80 mảnh em ơi. Hợp lý chưa? 80 mảnh thôi anh em ạ. Trừ 10 đi. Cộng 1 là. Được chưa? Luffy. Và để nâng cấp cho Luffy tăng sao lên. Biết cần thêm 80 mảnh nữa. Không biết đào đâu ra đây. Không biết để đào đâu ra bây giờ. Ok, tôi có thêm 6 cái dương này nữa này. Một khỏe đấy anh em ạ. Lực chiến sẽ được tăng rất nhiều luôn. Cứ mở hết mấy cái dương này đã nhé. Mở hết ra đi bạn ơi. Có bao nhiêu mở bấy nhiêu luôn. 10 dương, 7 dương. Được đấy, nhận thưởng này. Nhận thưởng này. Nhận thưởng, nhận thưởng, nhận thưởng. Ui, rất là nhiều luôn anh em. Tao hồ luôn. Mảnh Elza Scarlet. Đấy, như thế này là có lẽ tôi sẽ nhận thêm được một cái dương xịn nhất. Đây. Một cái thôi à. Dương vàng anh em ạ. Không phải dương đỏ. Nhìn nó màu đỏ nhưng mà cái bên ngoài nó màu vàng. Đó, bây giờ để nâng tướng đi. Nâng cấp thêm cho tướng đi. Tăng sao cho tướng Kaito Kid này. Wow. Kaito Kid đã có thể được lên được 5 sao đấy anh em ạ. Beerus. Ây à. Zoro. Zoro tăng chậm nhỉ. Chúng ta xem cái team cuối chúng ta sẽ có A Hỏa Quyền lên được 4 sao. Mà con này tướng lên hơi chậm nha. Inuyasha. Nasu bị cho làm hình tướng SSR anh em ạ. Tướng cùi bắp. Tướng cùi quá. Rengoku Flame. Ai cha. Rengoku Flame lên được 6 sao rồi nè. Ờ, team này khá ngon. Tại vì cũng có lên được 6 sao rồi. Có thể chuyển qua team này cũng được. Sẽ tăng cường thêm lực chiến cho chúng ta đấy. Zenitsu. Hay đấy anh em. Có một con 6 sao nó sẽ khỏe hơn bọn kia rất nhiều ấy nhá. Kiểu Goku này đã cũng lên được đâu. Còn lâu Goku mới lên được tăng thêm sao đây. Rengoku nó khác biệt 1, 2, 3, 4, 5. Trông khá ngon đấy.
Hoặc ta có thể tăng thêm lực chiến được đấy nhỉ. Từ từ ạ, tôi xem. Bây giờ không muốn đổi lại cái team kia. Nó sẽ tăng lên lực chiến khá nhiều đấy anh em. Thư viện này, Kaido, Zoro, Beerus, Elza, Scarlet, Missouri. Còn nãy nhờ Kaito Kid, Zoden, Zenitsu, Itadori, Iriku, Sakura, Rengoku này. Còn ai nữa không? Luffy kia nam. Dĩ nhiên rồi. Gozo, Gozo cũng lên được nhiều phết nhờ, nhiều sao phết. Nasu, Nami, Orihime. Xong rồi đấy. Hết rồi. Ai chà chà. Tôi được rất là nhiều, thêm rất là nhiều quà anh em. Đẳng cấp có thể lên trước. Thư này. Thêm 10 cá, thêm cái mảnh tướng UR ngẫu nhiên à? Tôi tưởng là mảnh tướng UR tự chọn đi đỉnh chóp luôn. Thêm được 24 cá. Labubu. Tôi có thiếu hai thẻ đấy, không mở nổi luôn. Đùa luôn đấy, không mở được cái thẻ Labubu trên. Nó cho 7 cái thẻ rồi. Được chuyển lên tận 28 triệu anh em, từ 21 triệu lên tận 28 triệu. What? Thật là khỏe, thật là cái khủng khiếp. Đánh boss đi. Đánh rồi. Ok, cái này nâng rồi. Hết điểm. Oh, nâng được nữa anh em này. Thoải mái đi. Wario. Wario là chiến binh à? Có phải chiến binh không? Chiến binh đấy anh em ạ. Uai, thất bại á? Cái này mình thất bại anh em. Đấu sĩ à? Ừ, thế thì không phải rồi. Tôi nâng nhầm rồi. Tăng này. Support này. Xạ thủ này. Chiến binh chắc là đấu sĩ đấy anh em ạ. Ừ, mình nghĩ là nó là đấu sĩ. Bạo kích. Cái mỗi cái nâng lên 10 thôi. Hết điểm anh em ạ. Ủa, nó khỏe nhỉ, cảm giác nó khỏe hơn khá nhiều ấy so với lúc nãy ấy. Rồi, tôi sẽ vào câu cá câu kiếc đi. Hết vé rồi. Được thêm một cái cần câu bạc. Cái này sẽ kiếm cho ra một ít tài nguyên. Nó không nhiều lắm. Không quá nhiều lắm. Hết cái xu rồi anh em ạ. Xem trong túi tôi còn cái gì không. Tôi mở ra hết luôn đi. Đúng không? Đá mài, đá mủng này. Dùng hết luôn. Túi xu. Thêm dương. Đây rồi. Ui, hơn 300 kìa. Ui. Cái này là mảnh tướng tự chọn nha anh em. Không nên dùng. Đợi đủ 80 mảnh ta sẽ dùng cái mảnh tướng tự chọn đấy. Dành cho Luffy anh em. Bây giờ tôi chỉ cần dồn Luffy thôi. Mấy con kia thì có mảnh thì dùng thôi, còn không thì thôi nhá. Vào đây, túi đồ này. Vào đây, 357 mảnh. Uầy. Cái này lên sao, đã lắm đây. 357 mảnh nhưng mà mở mãi còn chưa hết này. Wow. Ơ, sao mở một từng mảnh một và làm cái gì? Thì mở như thế này chứ. Đừ luôn đấy. Wow. Xem tướng nào có thể lên được sao không? Zoro. Ok. Ái chà, lên phát ấy luôn ạ. Điều. Con nào cũng 5 sao hết rồi. Zenitsu, UR, Vegeta. Wow, tướng đỏ khác nhờ. Biết tất cả con đều tối thiểu là 5 sao rồi anh em ạ. Có một con kia là 6 sao kìa. Ace Hóa Quyền, Tanjiro. Được đấy anh em ạ. Itachi thì hơi yếu. Gozo. Một con, hai con, ba con, bốn con và năm con anh em ạ. Ok, tôi sẽ chọn Ace, Gozo và Tanjiro. Một con pháp sư. Hai con pháp sư kìa. Sát thủ.
đấu sĩ, cái một đỡ đòn nhỉ. Ok, rồi tôi sẽ như thế này đi nhá. Đội hình mình nghĩ sẽ chuyển lại một tí nhá. Đầu tiên thì sẽ cần chuyển từ Ace sang đây, ba con này. Con nào đang level cao nhất? 825, 825, 700. Ok, đầu tiên là Jinju hoán đổi cho Ace Hỏa Quyền, đẹp chưa? Denji hoán đổi dành cho Obanai, đẹp luôn. Eren hoán đổi dành cho Gojo, và Goku hoán đổi dành cho Rengoku Flame, đẹp luôn. Ui xa, được chưa anh em? Nhiều hình lại từ tí cho con Rengoku Flame lên trước. Lực chiến sẽ được tăng thêm một tẹo. Rengoku Flame. Đấy, hợp lý chưa? Lên được khoảng 29,94m. Lúc này là 28 đúng không? Lên gần 30m lực chiến rồi. Sẽ mạnh hơn khá nhiều. Cho có A Hỏa Quyền trong này. Có thầy Go luôn. Đẹp lớn. Vì như thế khá là ổn. Đây này. Có thầy Go. Gojo trông khá là hài. Và ây Hỏa Quyền, má đẹp thật. Đội hình này ngon phết anh em nhá. Đừng đùa với Ninja Rùa, con này không lên được. Đang thiếu một tí nữa thôi kìa. Tôi cần vàng anh em. Tôi cần vàng. Đào đâu ra vàng đây? À, lấy cái ở đây. Nhận cái này, nhận thêm ít vàng chứ tội gì anh em nhờ. Đây rồi. Đột phá lực chiến. Yeah sir. Anh em thấy ổn chưa? Kaido. Ui, tôi có ghi được thêm cái hòm nữa cũng nên anh em ạ. Dễ được thêm cái hòm nữa lắm. Zenitsu, Vegeta. Cứ con nào có nhiều sao nhất thì cho vào đội hình thế thôi. A Hỏa Quyền, Obanai, Tanjiro, hết rồi. Không biết có đủ không nhỉ? Đủ anh em ạ. Ui, 80 cá. Lại có 80 cá rồi. Khỏe vãi cả lều. Không phải nói mà quá khỏe. Vé vượt tháp. À, tôi còn mấy cái thứ nữa là đồ hộ có khi đấm được. Uầy, thằng chúa của mình nó 50,62m sức mạnh. Đấm ra thì chắc là to đầu luôn anh em ạ. Không thể nào mà đỡ được luôn. Rất hợi luôn. Sợ là nhìn mà thấy gớm. Bạn bè có mời nhận và tặng này. Có cái gì làm hết thôi. Sự kiện điểm danh. Hôm nay chưa điểm à? Tự chọn ưu đãi nhận miễn phí. Đấy. Cái nào có quảng cáo thì có thể là ấn luôn. Tôi không phải xem luôn đấy. Tôi không phải xem luôn. Cái này tích lũy sẽ kiếm thêm vàng, thêm ngọc trai. Cũng là một thứ ngon. Mình không chưa đủ để mình mua cái này nhờ. Lại có thêm 100 vé triệu hồi nữa, cũng mà triệu hồi đến một quýt luôn. Rất nhiều. À, bây giờ đột phá cho Luffy nữa là đẹp nhỉ anh em. Đột phá Luffy nữa, có thêm một cái bậc mới nó khỏe hơn nhiều đấy. Sao lực chiến mình nó chỉ tầm 30 triệu nhỉ, vẫn chưa bứt lên được ấy. Nó vẫn chưa gọi là bứt phá lên khủng khiếp được. Giờ dám bứt phá lên được thì lại ngon nhỉ. Không lên được đâu. Ui, Ginzu lên được này. Sasuke lên 6 sao luôn này. Vãi lồng chưa. Team này ngon thế. Itachi à? Itachi vẫn là cùi bắp thôi. Uầy, hệ này ngon ghê. Ginzu, Sasuke, Eren lại và Goku lại chơi lại bài cũ. Vừa mới đổi dòng mà. Man à.
Ê, lâu quên. Lại phải đổi. What the hợi luôn. Ginzu. Đầu tiên phải đổi Ginzu trước. Gojo vừa mới được đánh một tí. Ginzu trước này. Xong rồi Gojo sẽ hoán đổi cho Sasuke. A sẽ hoán đổi cho Eren. Hoặc mà thử Blackbeard cũng được, hoặc Zenitsu cũng được anh em ạ. Obanai sẽ hoán đổi dành cho thằng ấy rồi, Goku rồi. Xong rồi vứt thằng Eren lên đầu. Bắt buộc phải thế thôi. Không có gì khác bọt lắm cả. Eren Sasuke khá ngon. Thực chiến lên tầm... Uầy! Mẹ ơi! Thằng con 6 sao khác hẳn anh em ạ nhờ. 37 triệu phẩy 63 lực chiến. Đấm mọi thể loại. Mọi con có thể. Tôi cần tí bàn tôi nâng cấp nốt cái này lên nhưng mà không có vàng. Đào ra vàng đây. Anh em muốn kiếm vàng thì anh em lại phải ấn vào đây rồi. Anh em mua 10 lần này cho tôi này, mua cho nó hết đi. Có mỗi cách này thôi, không còn cách nào khác cả ý. Để nâng cấp mỗi này thôi, bây giờ không biết có nâng lên được không. Hết mẹ rồi. Chưa nâng lên được anh em ạ, tôi cần phải phải đợi thôi. Đợi cái này nó treo máy xong thôi. Bắt buộc phải thế rồi anh em ạ nhá. Rồi ok, xin chào lại anh em nhá. Lên 37,97 lực chiến.